luôn anh em nhá. Buổi hôm nay là buổi tập vai. Buổi vai rồi xong sang đầu tuần sau thì bắt đầu thì hiện tại là mình đang sang cái buổi lịch mới rồi. Thì đầu tuần sau thứ hai là tôi sẽ đi nghỉ môn chủ nhật nữa. Xong thứ hai thì bắt đầu đầu tuần thứ hai là tập buổi lưng, buổi kéo. Xong thứ ba thì lại chân. Đây, còn 20 đúng màu áo của tôi luôn. Hôm nay thì sẽ là vai bụng, nhưng mà hoặc là tôi chân, hoặc tôi tập chân chân đúng vai bụng mà cũng phải bù lại bụng. Cho là 3 hiệp đi. Mình có tận 2 hiệp nữa. Mình cứ tính cả khởi động nó kéo vào luôn. Đợi từ lúc 20. Đúng rồi, 20. Làm mình một hiệp. Bầu trơn trơn rồi đấy.
bánh vai anh em nhé. Bánh vai xong có bụng quá xong rồi, buổi này thế thôi. Ok anh em nhé. Nốt bài vai xong rồi bụng nữa. Bài này mình làm hay được rồi. Một thêm bài nữa. Xong gặp bụng và xong anh em ạ. Buổi hôm nay tập chiêu chiêu thôi. Sang lịch mới mình sẽ tập nhẹ hơn một tí để cho cơ thể mình nghỉ. Được nghỉ nhiều hơn thì cái khả năng hồi phục nó sẽ tốt hơn. Đấy buổi nay gần như là chỉ có thấy mỗi vai bụng thôi. Mình tập gọi là chiêu chiêu nghỉ ngơi xong đợi xong thứ hai thì mới gọi là mình lại sang lịch mới. Thứ hai đầu tuần mình sẽ là buổi lưng chứ không phải buổi ngực nữa. Cái lịch mới này thì nó sẽ ít bài hơn, nó cũng không phải là ít bài hơn mà kiểu cái độ khoảng trong một tuần ấy mình tập nó sẽ giãn ra nhiều hơn ấy, thì nó sẽ có nhiều thời gian để cơ thể mình nghỉ hơn. Đấy, mình sẽ duy trì cái lịch này trong khoảng tháng 2 tháng thì gần đến Tết xong rồi mình lại đổi lại về lịch kia. Cái lịch kia thì mình kiểu mình hay tập lịch kia quen rồi, kiểu nó hay cố định được lịch cho mình. Đơm nốt bụng ở đây nào. Anh em thấy tập chiêu không? Mỗi 3 bài. Thế thôi. Tập nghỉ ngơi chứ. Anh em phải hình dung nhá.
cái lúc tập luyện ấy là cái lúc anh em làm tổn thương cơ bắp, còn cái lúc mà thực sự nó phục hồi ấy là anh em phải có thời gian nghỉ, ăn uống đầy đủ thì cái cơ bắp nó mới phục hồi, lúc này cái cơ anh em mình nó mới được tái tạo lại thì nó mới to và khỏe hơn, chứ không phải là kiểu anh em cứ nghĩ là tập nhiều thì nó sẽ ấy đâu, không phải nhá, đúng và đủ thôi. Thôi giờ uống quay nhá. Giờ uống quay xong rồi còn nghỉ ngơi nữa. Quay rồi nghỉ ngơi luôn. Ok. Con cam nó cũng báo, bắt đầu báo đi nhiều quá. Nghỉ ngơi nhá anh em nhé.